Mà trước khi bắt đầu có một cái tin vui là lớp mình ấy, nghe trực tiếp thì sẽ không biết có hay không, nhưng mà nghe online đó thì có một số cư sĩ cư lẻ cũng có rất là giỏi giáo lý và rất là nhiệt tình, và khi mà nghe những cái bài giảng thì có những cái vấn đề là họ góp ý để làm sao cho cái bài giảng tốt hơn, và họ góp ý là nếu như có những cái tin, những cái thông tin, những cái hướng dẫn mà nó còn chưa có chính xác thì những vị đó sư rất là quý trọng, sư rất là quý trọng. Nhờ những vị như vậy mà một vị giảng sư không có dám nói ẩu, và khi mà nói thì phải coi lại coi là mình dựa vào đâu. Chứ còn một cái thực tế là nhiều vị giảng sư nói mà Phật tử rất là hoang mang, bởi vì họ không biết là vị giảng sư này nói mà căn cứ vào đâu hết, và thậm chí không hoàn những điều hoàn toàn không có trong kinh điển mà vẫn tự xưng làm giảng sư. Và cái lớp mình may mắn là có những người như vậy, và cái này sư nói để cho những người nghe lại họ nghe, đó là sư rất cảm ơn. Và ở cái buổi nói chuyện, những cái buổi thuyết pháp trước, sư có nói về những cái cảnh giới, về cõi trời sắc giới và vô sắc giới. Đối với những vị có thần thông có thể nhớ được kiếp trước, thì đối với những vị mà nhớ về các cái kiếp mà họ sống ở cõi trời vô sắc ấy, do tuổi thọ của họ quá dài đi, vượt xa cái khả năng nhớ của họ, cho nên ấy, họ theo dõi được một đoạn, họ sẽ theo dõi được một đoạn và sau đó họ mất dấu. Và trong các cái cảnh trời vô sắc thì cảnh trời phi tưởng, phi tưởng là nó cao nhất và nó nguy hiểm nhất. Nguy hiểm ở chỗ nào? Ở cái cõi đó đó, cái tầng thiền phi tưởng, phi tưởng, nó có cũng không phải mà nó không cũng không phải. Quý vị nghe có thấy quen không? Có thấy quen một số thứ. Nếu như cái việc này nó có cũng không đúng, nó không cũng không đúng. Tại vì cái tâm của họ nó vi tế tới cái mức độ đó, gọi là phi tưởng, phi tưởng, không phải có cũng không phải không. Cái trạng thái tâm đó là trạng thái cao nhất của phàm phu, nhưng mà họ vẫn chưa chứng thánh. Cho nên nếu như mà họ nhớ được tiền kiếp ấy, mà họ nhớ được về cái kiếp quá khứ họ từng ở trên cái phạm thiên của trời vô sắc, thì họ sẽ theo dõi được một đoạn, sau đó họ mất dấu. Và họ rất dễ nảy sinh một cái tà kiến là trước đây tôi không có, và do phiền não gì đó, rồi chúng sanh bắt đầu sinh ra. Và sau một đoạn thời gian thì chúng sanh sẽ coi như là niết bàn hết. Đối với họ cái đó gọi là niết bàn, và họ sẽ không còn cái gì hết, họ sẽ vướng vào tà kiến như vậy. Và trong các cái cõi trời sắc giới thì có một cõi gọi là cõi vô tưởng. Ở cõi này những người là những người đắc thiền ấy, nhưng mà lên trên đó họ hoàn toàn không có tâm. Nguyên nhân là khi mà họ đắc thiền ở cõi người thì họ tác ý đến một chuyện là cái tâm này, cái thân này nó đã gọi là nó cái gớm đã đành rồi, nhưng mà cái tâm này đó nó cũng không đáng gì để họ lưu luyến. Cho nên họ tác ý có nghĩa là họ hướng tâm tới một cái việc, đó là làm sao tôi không có tâm nữa. Họ không muốn có tâm nữa. Những người như vậy khi mà họ mạng chung, họ sẽ tái sanh về cái cõi trời vô tưởng. Ở cõi đó là họ hoàn toàn không có tâm. Được mà trong kinh mô tả, ở trong cái cõi đó, đó nó giống như là những cái bức tượng như vậy. Có nghĩa là họ ở cái cõi người họ như thế nào thì lên trên đó là họ y chang như vậy. Họ chỉ là những cái bức tượng, hoàn toàn không có tâm. Nhưng mà theo A Tỳ Đàm, nói không có tâm ở đây không phải là họ không phải là một chúng sanh, không phải là một bức tượng giống như những bức tượng mình thường thấy, mà họ sẽ có một cái điểm ở trong cái thân thể của họ đó, họ có một cái điểm để cho cái tâm nó nương tựa vào, để nó duy trì cái gọi là một chúng sanh. Bởi vì cái để phân biệt một chúng sanh, đó là cái chúng sanh nó phải có tâm. Cho nên ý, mà cái tâm đó chẳng qua là để duy trì cái tuổi thọ, duy trì cái kiếp sống của họ thôi. Cho nên mình không thể nào gọi là một cái tâm như cái tâm bình thường được. Nó chẳng qua là một cái điểm để nương tựa vào cái thân, để nó có cái sự tồn tại. Và khi hết tuổi thọ, họ vẫn tái sanh như biết bao nhiêu chúng sanh khác.
Sở dĩ sư nói đến vấn đề đó là bởi như vậy. Khi mà một chúng sanh có cái trí nhớ tiền kiếp ấy, mà họ nhớ ngay cái kiếp họ ở cõi trời vô tưởng, họ mất dấu ngay lập tức. Nếu như họ nhớ về cái cõi trời vô sắc thì họ có thể theo dõi được một đoạn. Nhưng nếu họ nhớ về cõi vô tưởng, họ sẽ mất dấu ngay lập tức. Và họ cũng sẽ có một thứ tà kiến là trước đó tôi không có, do phiền não mà có chúng sanh. Và sau đó, sau một khoảng thời gian nào đó, nếu như họ nhớ về tương lai, họ cũng nhớ ngay vào cái cõi vô tưởng, thì họ sẽ nói là sau vài chục kiếp, vài trăm kiếp, vài ngàn kiếp luân hồi của tôi thì tôi sẽ trở về với không, trở về với cái tánh không của tôi, có nghĩa là tôi không còn cái gì hết. Đó là một thứ tà kiến rất là nguy hại. Và điều nguy hiểm nhất là cái tà kiến này họ dựa trên cơ sở chứng đắc thiền định của bản thân. Một hàng phàm phu như mình hoàn toàn có thể thích cái này, ghét cái kia, thích thì có thể làm đủ mọi trò hết, miễn sao đạt được cái mình muốn. Ghét thì mình có thể mình mắng chửi, mình nhục mạ, mình làm đủ mọi cách để mình dìm, mình chèn ép cái đối tượng của mình mà mình không thích. Nhưng mà một cái vị mà chứng thiền hết sức tuyệt vời về giới hạnh, vị đó giữ giới trong sạch, tham sân vị đó là đã coi như là nhờ cái thiền ấy, nó đè cái tham sân không còn. Để bởi vì năm chi thiền nó sẽ đè ép năm cái chuyện cái không còn nữa. Họ không còn tham, không còn sân, không còn hôn trầm, có nghĩa là buồn ngủ, không còn hoài nghi, rồi không còn trạo hối, họ không còn ăn năn ve vít hối hận một cái vấn đề gì nữa hết. Họ là một người đáng cúng dường ở dưới các bậc thánh, có nghĩa là trừ những bậc thánh ra, họ là những người phàm phu mà xứng đáng cho chúng sanh cúng dường lễ bái. Cho nên cái con người như vậy mà một khi họ đã sanh ra tà kiến rồi đó, có trời mới cứu, không ai cứu nổi. Chỉ có khi nào Phật và Thánh Tăng xuất hiện ở thế gian, các ngài còn có cơ hội để mà cứu những vị này. Nhưng mà nếu như mà không có Phật, không có Thánh Tăng ra đời, mà tìm một người có khả năng cứu được những vị này, nó khó vô cùng. Bởi vì họ căn cứ trên cơ sở gì? Họ giới hạnh trong sạch, họ không có những cái ô nhiễm trong tâm, họ có thần thông, họ có thiền định, họ thấy hết. Người thường thấy dựa trên sách vở, họ thấy dựa trên thực chứng của bản thân. Cho nên một khi những cái hạng này mà họ có cái tà kiến, rất là khó bỏ. Cho nên ở Trung Quốc có một cái câu ngạn ngữ là thà chém đầu ngàn viên mãnh tướng còn hơn thay đổi suy nghĩ của một kẻ thất phu. Coi như là tướng ở ngoài trận, mình chém đầu họ vậy mà có cách. Chứ còn một cái anh thất phu nhưng mà ảnh có một chút xíu chữ nghĩa và ảnh tự hào về cái thứ đó, muốn thay đổi cái quan điểm của ảnh, thay đổi không nổi. Thành ra khi mà mình học giáo lý cũng như vậy. Một điểm may là quý vị chưa có chứng thiền, và một cái điểm bất hạnh là mình cũng chưa có chứng thiền. Cho nên có những cái mình thấy mà mình chưa có thấy tới nơi, và có những cái mà mình biết là mình còn phải học. Nhưng mà đừng bao giờ tự mãn với những cái mà mình đã biết. Bởi vì những cái mình đã biết đó, đó chưa chắc đã đúng. Thành ra khi học đạo, sư vẫn khuyến khích quý vị tìm hiểu, đối chứng lại ở trên mạng những cái bài kinh để xem coi là vị thầy của mình nói có chính xác hay chưa. Ngay cả các vị đó nói đúng đi chăng nữa, thì nên nhớ đó vẫn chỉ là câu chữ thôi. Nó vẫn chưa phải là thực chứng, chưa phải là đi vào cái việc thực hành. Cho nên khi mà sư hướng dẫn quý vị cái phần định này là ở trong thanh tịnh đạo đi chăng nữa, thì nó vẫn chỉ là cái lý thuyết. Do đó sư ráng cố gắng để mình có thể thực hành. Chính vì quý vị có thực hành thì mình mới có những cái trải nghiệm trong cái việc hành thiền. Và cái trải nghiệm đó nó sẽ bổ trợ cho những cái kiến thức mà quý vị học. Nhớ như vậy.
Và bây giờ thì mình sẽ nói về những cái điều kiện để mà quý vị tu tập thiền định. Tu tập thiền định nó phải có những cái điều kiện, quý vị ghi những điều kiện để tu tập thiền định. Điều kiện đầu tiên là cái gì, có ai biết không? Chưa đâu. Đúng là giữ giới. Cái nền tảng cho tất cả các cái thiện pháp chính là giới hạnh. Trong cái phần nói về giới thì sư đã có ví dụ rồi, sư đã có đưa ra nói hết rồi. Có nghĩa là giới hạnh là nền tảng cho tất cả các cái thiện pháp. Nếu như mình không có giới hạnh thì mình những cái thiện pháp khác không thể tăng trưởng được. Và trong cái việc hành thiền định cũng như vậy. Muốn mà tu thiền thì quý vị bắt buộc phải giữ giới nó trong sạch. Thưa quý vị. Tại vì khi mà cái giới nó không trong sạch đó, nó có hai thứ. Thứ nhất, nó sẽ làm ô nhiễm cái tâm của mình. Bởi vì nếu như cái tâm mình không ô nhiễm, mình không có phạm giới. Tự hỏi coi nếu như mà mình cái tâm mình nó không do tham nó tác động, không do sân nó tác động, làm sao quý vị sát sanh, đúng không? Nếu không do tham, không do sân tác động, làm sao quý vị trộm cắp, làm sao quý vị tà dâm, làm sao mình nói dối, làm sao mình uống rượu? Năm giới cơ bản của người cư sĩ chắc chắn khi mà mình phạm là do cái tâm mình ô nhiễm mình mới phạm. Vì vậy cái điểm đầu tiên của cái việc giữ giới đó là tránh cho cái tâm mình ô nhiễm. Và bởi vì khi mà tâm quý vị ô nhiễm thì quý vị không thể nào thiền định được. Nó giống như một cái ly nước mà nó bị dơ thì quý vị không thể nào nhìn thấy cái đáy ly được. Đúng như vậy. Điều nguy hại thứ hai của việc giới hạnh ô nhiễm đó là nó sẽ khiến cho mình bị ăn năn ray rứt, mà thuật ngữ chuyên môn gọi nó là trạo hối. Gọi là trạo hối. Thành ra nhiều người họ ngồi thiền, họ ngồi không nổi. Họ ngồi chỉ chừng 5 phút, 10 phút, thậm chí nhiều người ngồi lâu hơn được thì ngồi được nửa tiếng, 1 tiếng, ngồi được 2 tiếng. Nhưng mà rồi nó sẽ có một cái sự nó khó chịu ở trong người, họ không muốn ngồi được nữa. Có khi họ ngồi chỉ 5, 10 phút thôi là họ muốn đứng dậy. Có người họ bị trạo cử, họ bị ăn năn ray rứt. Thì đó là do cái vấn đề giới hạnh của họ có vấn đề. Giới hạnh có vấn đề. Để nói đi. Thưa sư, 5 triệu cái, để diệt được 5 triệu cái rồi mới ngồi thiền định, ngồi thiền được, hay là thiền rồi mới diệt không? Thiền mới diệt Nó như thế này nè. Khi mà mình hành thiền có nghĩa là một cái quá trình đấu tranh, là mình đấu tranh với những cái chuyện cái của mình. Năm cái chuyện cái nãy sư nói rồi: tham, sân, hoài nghi, hôn trầm và trạo cử. Cái quá trình mình hành thiền là mình cái quá trình mình từng bước vượt qua những cái chuyện cái này, từng bước mình đấu tranh với nó để vượt qua. Khi mà mình vượt qua nó thì từ từ là mình đè nó xuống từng chút một. Mình đè nó xuống từng chút một để cho cái tâm của mình, những cái sát na định nó được liên tục. Với những người mới thì sư nói nha, cái lúc mà mình có thể tập trung vào cái đề mục thiền định, dầu chỉ trong một cái nháy mắt, một trong sát, một sát na thì mình gọi nó là sát na định. Và nhiệm vụ trong cái việc hành thiền của mình là mình làm cho cái sát na định đó nó càng khích khao càng tốt. Có nghĩa là mình làm cho cái tâm mình tập trung vào cái đề mục thiền định đó, nó càng liên tục càng tốt. Và khi trong suốt cái quá trình đó thì mình sẽ đối mặt với năm thứ chuyện cái, và mình sẽ phải vượt qua nó. Mình sẽ phải vượt qua nó. Và khi mà mình, mặc dù nói thì có vẻ như là hai việc đúng không, nhưng thực tế nó chỉ có một việc thôi, đó là mình làm cho cái sát na định nó càng liên tục càng tốt. Là khi mình làm như vậy, đồng thời có nghĩa là mình đang đấu tranh, mình đang đè ép năm cái chuyền cái xuống, đè xuống từ từ, đè xuống từ từ, cho tới lúc mà mình đè cho nó bẹp dí ở dưới luôn, nó không có cơ hội nó nổi lên nữa. Thì khi đó cái việc mà mình hành thiền đó,
nó sẽ có được một năm cái chư thiền và sau đó mình sẽ chứng đắc thiền định. Nó giống như khi mà mình hướng tâm tới đối tượng là mình đã có tầm rồi, khi mình quan sát đối tượng là mình đã có tứ, đúng không? Mình ngồi thiền mình có được cái sự phỉ lạc và mình có được cái sát na định thì nó cũng là một cái loại nhất tâm, nhưng mà nó chưa gọi là chi thiền, bởi vì mình đè được năm cái chuyền cái đó mà mình mới đè được có chút xíu à, mình vừa đè xong rồi nó bật lên lại, vừa đè nó bật lên lại, và cái nhiệm vụ của mình là làm cho nó liên tục càng khắng khít càng tốt, và khi mà nó khắng khít rồi đó thì nó sẽ đè được năm cái chuyền cái, và đè được năm chuyền cái như vậy, khi mà đè được thì những thứ mà mình cố gắng suốt cái thời hành thiền, những thứ mình cố gắng đó thì mình gọi nó là các cái chi thiền. Hiểu chưa? Thì quý vị nhớ nè, cái trạo cử đó, cái trạo hối đó là nó sẽ phát sanh khi mà mình giới hạnh không có trong sạch. Do đó cái điều kiện tiên quyết khi mà mình hành thiền là giới hạnh của gì phải trong sạch. Nếu mà giới hạnh mình ô nhiễm á, hành thiền khó gấp trăm gấp ngàn lần người khác. Có thể là đối với quý vị, xin thưa là năm giới, tám giới nó vẫn còn rất là nhẹ so với tỳ khưu 227 giới. Đối với cái bậc tỳ khưu mà hành thiền, các vị có nhiều cơ hội hơn, có nhiều cái điều kiện thuận lợi hơn. Một trong những cái điều kiện thuận lợi của cái bậc xuất gia đó là họ giữ được nhiều giới hơn. Bởi vì năm giới, tám giới của quý vị nó chẳng qua chỉ là giới của cõi dục, giới của cõi dục, bởi vì mình vẫn còn quanh quẩn trong dục, nhưng mà giới của hàng tỳ khưu á, là giới mình gọi là brahmacari giá, có nghĩa là phạm hạnh. Sở dĩ gọi nó là phạm hạnh bởi vì đó là giới của phạm thiên, có nghĩa là của thuộc tầng thiền sắc giới, nó cao hơn cái tầng thiền dục giới, tầng dục giới của mình rất là nhiều. Cho nên các cái bậc tỳ khưu, bậc xuất gia khi mà hành thiền có lợi thế hơn quý vị. Nó giống như cái nhà của mình, khi mà mình xây một cái căn nhà trệt, mình có thể là cái móng nó không cần vững cho lắm, đúng không? Nó không, ít nhất nó chỉ cần vừa đủ để mà nó xây được bốn cái bức tường rồi lợp cái mái lên, mình gọi nó là căn nhà thôi. Nhưng mà khi mà quý vị xây một cái căn thiệt là lớn, ví dụ như mình xây biệt thự hoặc là mình xây thậm chí như những cái tòa nhà cao ốc chẳng hạn, chắc chắn không chỉ bốn cái cột không đủ, bốn cái cột không đủ, và bốn cái cột đó cũng không phải là bốn cái cột mà mình xây một cái căn nhà cấp 4 bình thường, họ sẽ cần rất là nhiều cột, đúng không? Thì cũng như vậy, muốn mà lên càng lên cao thì cái giới mình giữ thứ nhất là phải trong sạch, thứ hai là càng hoàn hảo càng tốt. Cho nên khi quý vị hành thiền, trong các cái khóa thiền vẫn khuyên mọi người là giữ tám giới, vẫn khuyên giữ tám giới. Nếu mà tốt hơn nữa là xuất gia gieo duyên, sa di giữ 10 giới, tỳ khưu giữ 227 giới luôn. Đó là một cái trợ duyên rất tốt để khi mà mình thiền định, bởi vì cái nền tảng đầu tiên để mà mình hành thiền đó là giới hạnh phải trong sạch, nhớ như vậy. Và điều tiếp theo mà mình cần phải đảm bảo là mình phải tránh khỏi 10 cái chướng ngại. Chướng ngại đầu tiên là cái chỗ ở hay gọi là trú xứ, bởi vì á, khi mà mình có một cái chỗ ở mà mình ở cố định một chỗ, nhất là nhà của gì Phật tử tại gia cư sĩ chắc chắn là phải có nhà, nhà có thể nhà mướn hoặc là nhà mua, thì việc đầu tiên trở ngại đó là mình phải sửa sang nhà cửa. Ví dụ như nhà bị dột hoặc là nó bị tốc mái hoặc là bị cái này bị cái kia trong căn nhà, mình phải tốn thời gian để mà mình sửa sang, mình phải tốn tiền bạc để mình sửa sang, đúng không? Nó sẽ làm cho mình ảnh hưởng tới việc hành thiền. Không có ai mà vừa sửa nhà mà vừa hành thiền được hết trơn chọn. Thậm chí lúc mà mình ngồi thiền ấy, là mình nếu mà nhà bị dột là lúc đó cái đầu mình nó đang chú ý tới cái chỗ dột ở trên mái nhà, chứ không có chú ý tới cái đề mục hành thiền. Cái chuyện đó có. Và cái việc thứ hai ảnh hưởng trong cái việc chỗ ở, trong cái chỗ ở này còn một cái ảnh hưởng nữa, đó là nhiều đồ đạc, nhiều đồ. Một cái căn phòng mà tốt nhất để mà quý vị hành thiền là một cái căn phòng trống,
không có đồ đạc gì hết. Nhưng mà thử hỏi coi nhà mình ở mà hỏi sao không có đồ. Thành ra một ông sư chỉ có ba bộ y, nó khỏe re, quý vị, khỏe lắm. Đi đâu cũng chỉ cần có bấy nhiêu cái bộ y thôi, không có cần nhiều. Thêm ăn thì xách thêm cái bát nữa hết rồi. Nhưng mà Phật tử tại gia đó, đi làm là phải có mấy bộ đồ, đi chơi cũng phải có mấy bộ đồ khác nữa, rồi ở nhà phải có mấy bộ đồ khác nữa, nhiều lúc đi ngủ cũng có bộ đồ riêng. Rồi đó là đồ mặc ha, rồi giày, rồi dép, rồi nón, rồi những cái phụ kiện kèm theo. Phải nói là rất nhiều người một cái tủ quần áo không đủ cho họ, và thậm chí một tủ quần áo họ mở ra họ không biết hôm nay mặc cái gì. Chỉ riêng cái quần áo không thôi đó, đâu có gì thấy, đã quá nhiều thứ để họ phải lo. Đó là chưa kể cái chuyện ăn uống. Quý vị biết là giới luật ông sư không có giữ thức ăn qua đêm, nó tiện lắm thưa quý vị. Khi mà mình không có nhu cầu tích trữ á, nó gọn, hết sức gọn vô cùng. Trong khi đó quý vị là cư sĩ tại gia là phải tích trữ thực phẩm, nhiều lúc phải mua đồ bỏ trong tủ lạnh. Mà nhiều lúc bây giờ quý vị thử mở cái tủ lạnh ra, cái đồ mà quý vị cần ăn trong ngày á không có bao nhiêu hết, nhưng mà những cái món mà linh tinh nó không biết sao nó chiếm đầy hết cái tủ lạnh. Tủ lạnh bự cái nào bự, xài thời gian tự nhiên nó chật cứng rồi. Nó là như vậy. Rồi chén ông sư xài chỉ có một cái bát thôi, ăn cũng nó, uống cũng nó, thí dụ như cái gì cũng nó hết, xài một cái đủ rồi. Còn mình chén dài ba kiểu chén, dài ba chồng chén, đĩa rồi muỗng rồi tô rồi đủ thứ, thì không phải là sư chê gì hết. Cư sĩ tại gia là nó phải như vậy, và chính vì nó phải như vậy cho nên nó là cái cản trở cho quý vị hành thiền. Một cái căn phòng nó có quá nhiều đồ thì nó sẽ làm cho cái tâm mình nó rối ren, mà nhắc phải ngại với quý vị luôn. Bây giờ ai vô phòng sư chắc nhìn thấy cũng có đống đồ. Thì đối với một nhà tu cũng vậy thôi, một ông sư, một nhà tu, thì nếu như mà trong căn phòng họ có quá nhiều đồ á thì bản thân nó cũng là một trở ngại, nó cũng là một trở ngại. Cho nên nhiều lúc có sư ước gì mà có ai đó mà vô mà gom hết đồ trong phòng sư ra, sư mừng muốn chết luôn. Dễ lắm sao? Sư kêu dễ trai ấy, xong hết á, bỏ bán sạch, đi chấm đi. Mà thực tế cũng chả có gì hết, sách kinh sách đó cứ gom về nghiên cứu tiện tay để đó, để qua một bên, cứ vậy mà thành một cái tủ. Rồi mấy cái tấm hình mà hôm đi Miến Điện về để mà tặng cho quý vị, tặng không hết thì cũng để cả đống rồi đó. Bây giờ cũng chật cái phòng nó vậy. Rồi thuốc uống cất vô tủ thì quên, để ở ngoài á thì để đó, rồi bắt đầu nó bừa bộn ra. Chỉ những thứ rất là lặt vặt như vậy thôi. Cho nên nhiều lúc có sư nói bây giờ nếu mà cái phòng sư mà nó cháy á thì chắc cũng không có cái gì mà mình lo cho lắm, trừ tiền á. Thì nó là như vậy. Cái chỗ ở mình nó bản thân nó là một cái thứ chướng ngại thưa quý vị, bởi vì mình có quá nhiều thứ để mà mình chứa đi. Rồi mình còn phải bận rộn những cái việc mà liên quan tới cái chỗ ở nữa. Ở nhà thì chắc chắn là phải dọn dẹp nhà cửa này, chắc chắn là phải quét nhà này, chắc chắn phải lau nhà này, rồi mình phải làm cái này làm cái kia. Đó là những cái việc mà phụ nữ gọi là những cái công việc không có tên, mà hình như là những cái công việc không tên đó nó chiếm hết thời gian của quý vị. Nhiều lúc một ngày nghỉ quanh đi quẩn lại hết ngày không biết làm gì hết trơn, cũng làm ba dọn dẹp nhà cửa vậy thôi, có chút xíu dùm hết ngày. Thì chính vì những cái thứ đó nó chiếm hết thời gian của mình. Thử quý vị mở cái tủ ra, nội cái chuyện mà mình đứng mình suy nghĩ hôm nay mặc cái gì không thôi là đã tốn hết thời gian, biết bao nhiêu thời gian. Rồi nội cái chuyện mà hôm nay mình nấu ăn, suy nghĩ ở hôm nay nấu cái món gì. Rồi nội cái chuyện mà mình quý vị sắp bào chế thực phẩm rồi nấu nướng, nội cái chuyện nấu nướng không thôi, nó chiếm hết thời gian của quý vị, chiếm hết thời gian. Cho nên một nhà tu, thậm chí khi quý vị giữ tám giới, nó tiện ở cái chỗ là mình chỉ ăn buổi trưa thôi, ngày ăn một buổi trưa, cùng lắm ăn thêm buổi sáng nữa là hết rồi, chiều lại không có ăn. Mình rảnh suốt cái thời gian còn lại, rảnh mình không phải tốn cái thời gian để mình nấu nướng. Đó là những cái trở ngại khi mà quý vị làm cư sĩ tại gia, nó là trở ngại thuộc về cái chỗ ở. Và điều thứ hai,
Đó là trở ngại về gia đình. Gia đình thì tại sao bản thân nó là một cái trở ngại? Bởi vì đạo sư đồng ý một việc là loài người là một cái loài động vật mà sống quần cư, có nghĩa là mình sống một mình chịu không nổi, mình phải có một ai đó mình sống kế bên. Ở một mình thấy buồn, ở một mình thấy cô đơn, cho nên mình thường có khuynh hướng mình sống chung, có thể sống chung với cha mẹ, sống chung với vợ chồng, sống chung con cái. Và bản thân cái gia đình đó là một cái chướng ngại khi quý vị hành thiền. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình sống ở trong cuộc đời này, khi mình đối xử với gia đình, nó phải trên một cái quy tắc nhất định. Quy tắc đó là gì? Để cho cái đối tượng của mình, để cho những thành viên trong gia đình của mình được hài lòng. Làm sao để cho họ được vui, làm sao để cho họ được vừa ý. Ví dụ như mình nấu cái món này để cho chồng mình khen, để cho con mình khen, để cho ba, cho má mình khen. Lúc nào cũng phải suy nghĩ làm sao để cho được lòng người ta. Cái đó không phải xấu, nhưng mà nó là một cái chuyện làm ảnh hưởng tới mình. Mình làm việc lúc nào mình cũng phải gánh thêm một người, hai người, năm người, bảy người. Và cái lúc mình ngồi thiền á, nhiều lúc ngồi, quý vị ngồi ở nhà ngồi không có yên, ngồi một chút xíu là có người réo, ngồi chút xíu là có việc để làm. Thí dụ như mà mình mở tivi ra, mình có thể mình ngồi 1 tiếng 2 tiếng em ru à. Nhưng mà lạ một chỗ là chỉ cần quý vị mà ngồi trên bồ đoàn, quý vị hành thiền thôi đó, quý vị ngồi chừng 15 phút nửa tiếng là chắc chắn có chuyện. Nó ngộ như vậy bởi vì cái thiện bất thiện pháp đó, nó dễ làm lắm. Bất thiện rất là dễ làm, nhưng mà thiện pháp khó làm vô cùng, khó lắm quý vị. Thành ra khi mình làm thiện á, chắc chắn nó phải có thử thách. Quý vị ngồi thiền ở nhà chắc chắn sẽ có thử thách. Cho nên bản thân gia đình nó là một cái thứ chướng ngại. Vì vậy á, mới có những cái khóa thiền để làm chi? Để mà quý vị vô trong chùa, quý vị để gia đình qua một bên, để qua một bên, mình không có ảnh hưởng gì nữa. Vậy mà nhiều người hành thiền trong những khóa thiền được 1 ngày 2 ngày chịu không nổi, phải ráng tìm cách gọi về nhà. Đó là cái khuynh hướng của họ. Gia đình bản thân nó là một cái gánh nặng đối với cái việc tu tập giải thoát ha. Ở đây cụ thể là đối với việc thiền định, thì quý vị thấy cái chỗ ở là làm cho cái thân mình có vấn đề, cái gia đình là làm cho tâm mình có vấn đề. Khi mà tâm và thân nó có quá nhiều thứ để nó lo thì mình không có thể nào thiền định được. Nhớ như vậy, bản thân nó là những chướng ngại, mình phải dẹp những cái chướng ngại đó. Giống như có một vị sư khách tới thăm một cái ngôi chùa quê, thì khi tới đó thì thấy cái chỗ ở mà quý vị biết, cái chùa mà chùa vùng sâu vùng xa nó khó khăn, nó nghèo, nó đủ thứ, thiếu đủ thứ. Thì vị này mới thương ông sư bạn thì mới nói là thôi bây giờ lên trên cái chỗ thờ Bảo Tháp đi. Ở chỗ đó thì thứ nhất là cư sĩ rồi Phật tử họ cúng dường ăn uống nó cũng thoải mái rồi đầy đủ tiện nghi. Đó thì nó cũng dễ chịu hơn, dễ chịu. Thì xin thưa quý vị, nhiều người nói ông sư tu hành cần gì tiện nghi, nhưng mà đồng ý là khi mình tu á, cái vật chất nó không quan trọng. Nhưng mà dạy cái gì mà thí dụ như có cái chỗ ở tốt hơn mình không ở, mình đòi đâm đầu vô cái chỗ khó mình làm. Tu không ngại khó. Cái gì? Tu thì không ngại khó, nhưng không có nghĩa là mình cứ kiếm chỗ khó mình chung vô. Thì vị này ở cái chùa quê đó là cũng hơn 10 năm rồi. Thì khi mà đi đó, sáng hôm sau đi, hai huynh đệ đi, thì thấy ông sư này, ổng xách có mình ên ổng, chỉ có y bát, không đem theo gì hết. Nói, ủa, vậy chứ suốt cái ở bao nhiêu đó năm mà không có dọn dẹp vậy? Thì ông sư ở chùa nói, trước giờ tôi có giữ cái gì đâu mà tôi phải dẹp, có mấy y bát thì đem đi vậy thôi. Thì ra tới cổng thì ông sư bạn á, ông sư khách mới nói à, khoan quên nữa, chờ tí xíu tôi để quên cái ống kim với ba cái đồ linh tinh để quên ở trong cốc để tôi quay lại tôi lấy. Thì ông sư bạn ông sư ở dưới quê ông mới nói tôi ở 2 10 mấy năm không có cái gì đem theo.
Còn sư huynh mới ở có ngày mà có đã có cái thứ để mà bỏ quên rồi. Thì quý vị thấy đối với những người mà họ không có tích trữ một cái gì hết, không có cầm nắm cái gì hết, họ rất là nhẹ nhàng, họ đi nó rất dễ. Còn khi mà mình có thứ thì mình tích trữ, có thứ để mình níu kéo. Níu kéo đó có thể là vật chất, cũng có thể là tinh thần. Đó là về gia đình, đó là về nhà cửa. Thì những thứ đó nó sẽ níu kéo quý vị trong cái con đường tu tập. Và quý vị biết, ở trong kinh ấy, khi mà đọc những cái kinh, những cái sớ giải, mình mới thấy những vị hồi xưa họ tu hơn mình nhiều lắm quý vị. Họ tu hơn mình nhiều lắm. Từng có một vị cháu của trưởng lão ở tu viện Cô Ban Đá Cá. Thì quý vị biết, khi mà mùa mưa về đến cái vùng mà cha mẹ cũ, khi mà xuất gia thì cha mẹ cũ, thì về đến cái vùng đó thì cha mẹ thỉnh ở lại 3 tháng an cư, an cư ở trong nhà của họ đó, để họ cúng dường và họ nghe pháp. Mà có thể là do cái vị này xuất gia từ hồi trẻ, hồi nhỏ, cho nên lớn rồi về nhà, vị này thì biết cha mẹ mình, nhưng mà cha mẹ không nhận ra con, không nhận ra. Mà vị này cũng ít nói lắm, không có cái kiểu mà tiếp xúc như mấy ông sư bây giờ mà gặp Phật tử rồi hỏi thăm sức khỏe, hỏi thăm gia đình, hỏi thăm này nọ kia, không có. Một ông sư mà theo đúng cái giới luật á, quý vị nhìn thấy nó khô lắm, nó buồn lắm, không nói năng gì hết á. Mà nếu có nói thì cũng giống như chia sẻ với quý vị, nói về Phật pháp, giảng về chánh pháp hoặc là thiền định. Ngoài ra mấy ông sư không có chuyện mà tới thăm Phật tử, hỏi thăm, hỏi sức khỏe, hỏi cái này hỏi kia, không có. Ông sư đúng nghĩa không có làm cái chuyện đó. Cho nên cái vị này mặc dù ở nhà cha mẹ suốt 3 tháng mùa mưa, cha mẹ không biết, không biết. Rồi tới hồi đi, từ giả đi, đi rồi đó, thì sư bác, có nghĩa là ông bác, ông chú của cái ông vị sư này ở ngoài đời á, thì mới về. Thì cái ông sư này là anh của bà mẹ, anh của bà mẹ. Thì khi mà thấy thì bà mẹ thấy, ủa sao ông sư, ông anh của mình ông về có một mình, không đem, không dẫn con mình theo. Thì bà mới nghĩ là chắc con mình chết rồi mà ông không nói, thì bà mới buồn mà khóc. Thì khi mà hỏi thì ông sư ở đó ông mới nói là, cái ông sư mà ở nhà mà em mà suốt 3 tháng là con của em đó, đây nè, đây nè, đây là cái sách giải mà lúc em đi là bà ổng là em cúng cho ổng nè, đây là nó nè, đó sách giải nè, thấy chưa đó. Thì bà nhìn ra mới biết là à, thì ra cái người mà bà cúng dường 3 tháng an cư mùa mưa là con đó. Không biết. Thì quý vị thấy một vị mà tỳ kheo mà thời Đức Phật nó đẹp ghê lắm quý vị, đẹp ghê lắm. Cho nên hồi đó đó, cái người mà chứng thánh nó rất là dễ dàng. Một vị tân thọ tỳ kheo hôm trước còn là phàm, vừa thọ xong còn là phàm, ngày hôm sau trở thành thánh, cái chuyện đó là chuyện hết sức bình thường. Còn bây giờ cái chuyện đó nó rất là khó khăn, bởi vì quý vị thấy không, nó thay đổi nhiều. Và như quý vị thấy bây giờ, thậm chí trong luật, một vị tỳ kheo thì không được gợi ý cho Phật tử cúng dường bất kỳ một thứ gì, không được tự ý nhờ Phật tử làm giùm mình bất kỳ một thứ gì. Làm giùm ở đây thậm chí là giặt giùm cái y, ví dụ như cái y nó bị dơ, có thể là đưa giặt giùm. Nhưng mà nếu như Phật tử bình, cư sĩ bình thường là không có được nhờ, trừ những cái trường hợp ví dụ như thưa thỉnh trước. Ví dụ như vị cư sĩ đó thưa với vị sư là, sau này mà sư có cần cái gì làm ơn sư nói cho con biết, có thưa trước thì được quyền nói. Còn nếu như mà cư sĩ bình thường không có được nói, không được gợi ý trực tiếp hay gián tiếp, không có được gợi ý. Và nhưng mà Đức Phật có mở ra một cái gọi là một cái ngoại lệ, đó là nếu như đó là quyến thuộc của mình á, máu mủ ở trong 7 đời thì được phép nhờ, được phép nhờ. Cho nên mới đẻ ra một chuyện là rất nhiều những vị sư, mặc dù ngay cả bản thân sư cũng vậy thôi, mặc dù mang tiếng là xuất gia nhưng mà vẫn còn liên lạc với gia đình.
cái giọng còn cha mình, còn mẹ, còn cô, dì, chú, bác, anh em ở trong nhà rất là khó bỏ. Thậm chí như bản thân sư, cái việc gì cần thiết lắm chẳng đặng đừng thì sư mới ghé nhà, ghé nhà để chia. Thí dụ như làm giấy tờ cần cái sổ hộ khẩu cũ thì sư phải ghé nhà, nhưng mà chẳng đặng đừng thì làm. Tuy nhiên thì nó vẫn có những lúc mà thí dụ như trao đổi trong gia đình, trao đổi hỏi pháp hoặc là này nọ liên quan, rất là nhẹ nhàng thôi, nhưng mà nó vẫn còn những cái dính líu đối với gia đình, thì bản thân nó chính là cái trở ngại. Bản thân nó chính là trở ngại khi mà quý vị tu tập thiền định. Cho nên ở một số nơi chuyên tu là thậm chí không có được tiếp xúc với gia đình luôn. Có nghĩa là trong suốt cái thời gian đó là thậm chí là cha mẹ cũng không có liên lạc được, không liên lạc được, cắt đứt luôn. Để chi? Để quý vị tập trung vào cái chuyện tu hành. Đối với ông sư còn như vậy, huống chi là cư sĩ. Thành ra đó, bản thân gia đình đó là một cái trước ngại. Và cái thứ ba, cái điều tiếp theo đó chính là lợi dưỡng. Lợi dưỡng đối với cư sĩ có thể là những cái công ăn việc làm của quý vị. Quý vị có một cái nghịch lý là khi mà mình nghèo vậy chứ dễ tu, đôi lúc làm ăn khấm khá lại khó tu. Không phải là bởi vì họ coi thường giàu rồi bắt đầu lên mặt giàu rồi coi thường, cũng không nhất thiết phải như vậy. Có nhiều người rất dễ thương, nhưng mà khi mà làm ăn được khấm khá đó thì sẽ đi đôi với bận rộn, trừ khi quý vị làm ăn phi pháp thôi. Chứ còn nếu mà mình làm ăn chính đáng thì chắc chắn công việc mình phát triển, làm ăn nó phát triển thì mình phải bận rộn hơn bình thường. Thí dụ như hồi trước thu nhập chỉ vừa đủ hai vợ chồng thì mình còn có thời gian đi chùa, nhưng mà khi mà thu nhập lên cao phải bận rộn cái chuyện làm ăn thì không còn đủ thời gian. Có khi ngày hôm đó mình đã dự định là mình ngồi thiền nửa tiếng, ngồi thiền một tiếng, nhưng mà mình không dám tắt máy, không dám tắt điện thoại, bởi vì mình sợ có cái công chuyện gì nó quan trọng dính dáng tới công việc của mình mà mình bỏ lỡ. Nó sẽ rất nhiều thứ nó ràng buộc, chính cái công việc của gì ràng buộc cái gì. Rồi cái công việc bản thân nó đó, nó rất dễ đi kèm với những cái nghiệp bất thiện. Ví dụ như khi mà mình làm việc phải có những cái mánh lới trong việc làm ăn. Trong làm ăn thì sư biết là rất nhiều những cái mánh lới. Và những cái mánh lới đó thì chắc chắn là cái bất thiện. Tại vì nếu như nó không phải bất thiện thì không ai gọi nó là cái mánh lới đó. Ví dụ như mà mình lấy công làm lời thì không ai gọi nó là cái mánh. Mà mình phải có một chút xíu gì đó mình lắc léo để mà mình tinh vi tí xíu để mà mình kiếm được lợi thêm, thì rất dễ những cái đó nó rơi vào những bất thiện. Rất dễ. Thì cái cơ hội để mà mình đi lại với những cái pháp bất thiện nó nhiều, và chính nó là một cái trở ngại khi mà mình hành thiền. Còn một điều nữa đó là mình phải giao tiếp với nhiều cái đối tượng, và nhất là khi mà cái việc làm ăn mình phát triển ấy, thì cái đối tượng khách hàng nè, rồi bạn hàng nè, nó sẽ nhiều hơn, và mình sẽ phải mất nhiều thời gian hơn trong cái vấn đề giao tiếp. Chỉ nói giao tiếp bình thường thôi, chứ còn chưa nói cái chuyện ăn nhậu đó. Thì bản thân những thứ đó nó là một cái trở ngại. Cho nên nếu như mà mình làm ăn kinh tế nó phát triển mà mình được thảnh thơi là một việc tốt. Nhưng mà nếu như mà mình ưu tiên cái việc tu tập, ưu tiên cái việc hành thiền, thì mình nên có một cái sự tiết chế và biết đủ. Bởi vì nếu như mà mình chạy theo nó quá thì mình sẽ ảnh hưởng tới cái việc tu tập. Nhớ như vậy. Còn đối với một cái nhà sư thì bản thân cái lợi dưỡng nó cũng là một trở ngại. Trở ngại thứ nhất là cái gì? Thế mà người ta cúng dường trai tăng thì phải tụng kinh chúc phúc, rồi phải thuyết pháp để mà sách tấn Phật tử. Thì bản thân nó cũng là trở ngại đó quý vị. Thí dụ như buổi sáng
Buổi sáng thì mình có thể hành thiền, hoặc là buổi sáng là mình có thể soạn những cái giáo án để mà giảng dạy cho quý vị, hoặc là nghiên cứu giáo lý, hoặc là nghe pháp. Một ông sư có rất nhiều việc để làm, nhưng mà sáng hôm đó có tra tăng, thậm chí nhiều lúc tra tăng ở nhà Phật tử là phải đi xa, phải bận rộn đi tới những cái chỗ đó, rồi mình còn phải suy nghĩ ở trong đầu là mình sẽ phải thuyết những cái bài pháp nào ngắn gọn cho Phật tử ở đó họ hoan hỷ đó, rồi họ mình phải tụng kinh chúc phúc. Thì thưa quý vị, cái này là trong Thanh Tịnh Đạo ngài Bút Tháo Gô Xá nói, chứ không phải là sư tự chế ra nha. Đó thì bản thân những thứ đó chính là cái trở ngại trong cái việc thiền định. Rồi mình đó là chưa kể là lúc nào cũng phải tiếp xúc với cư sĩ, tiếp xúc hoài, tiếp xúc thường, càng nổi tiếng càng tiếp xúc nhiều. Ví dụ như chưa có tiếng thì ngài kiếm khách không có thì còn có thời gian tu, chứ còn những lúc mình nổi tiếng rồi đó, Phật tử họ mến mộ mình mà mến mến pháp thôi, chứ còn chưa nói cái chuyện mà tào lao nha, mến pháp thôi đó là coi như là xếp hàng rồi. Nếu như mà mình vì cái lòng đại bi đó mà mình ra mình tiếp tiếp hết người này tới người kia là khỏi tu luôn, nó như vậy. Bản thân thì đương nhiên không có cư sĩ thì lấy cái gì nuôi ông sư, và khi mà sư thuyết pháp không thuyết cho quý vị thì thuyết cho ai, cái vấn đề như vậy. Nhưng mà nếu như mà sư cứ chạy theo mà hết tụng cái đám này tới tụng cái đám kia, hết hết giảng cho người này tới giải thích cho người kia, hết ngày hết giờ thì cái thời gian tu không có, bản thân nó là một cái sự trở ngại. Đó là chưa kể thí dụ như quý vị tới quý vị hỏi pháp còn đỡ, nhiều người tới đâu có hỏi pháp đâu, hỏi chuyện gia đình không mà, đâu có chuyện gia đình mà kể, mà không phải kể 5-10 phút, kể 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ, giống như là ở chùa là cái nơi để quý vị xả stress vậy đó, vô coi như xả cho hết. Nhiều lúc không cần ông sư nói đâu, chỉ cần ông sư ngồi nghe thôi, lúc tội nghiệp cho ông sư, nó như vậy. Rồi nhiều nơi thì một vị sư bây giờ thời buổi bây giờ đó thì không phải chỉ có nói pháp không thôi, Phật tử nhiều lúc họ không chịu, mà nhiều lúc còn phải thăm hỏi chuyện gia đình, thăm hỏi chuyện làm ăn, thăm hỏi chuyện này thăm hỏi chuyện kia, rồi tán chứ chuyện kinh tế chính trị xã hội văn hóa, tán đủ thứ chuyện trên trời dưới đất hết, không dính dáng tới Phật pháp đó. Vậy đó, nhưng mà tới lui với ông sư nhiều quá thì thành ra là đệ tử ruột như vậy thôi. Rồi bản thân cái lời dưỡng như quý vị thấy, nó bản thân nó cũng là một chướng ngại trong cái con đường tu. Thì trong A Hàm của Bắc Truyền thì sư chưa tìm thấy cái bài kinh tương tự ở trong tạng Nguyên Thủy, nhưng mà cái bài kinh đó theo sư thấy là có thể cái độ chính xác mình có thể tin được. Thì nói như vậy nè, nó giống như một con dê ấy, ở trong cái bầy dê nó lén ra ngoài nó ăn phân no cái bụng, rồi nó về nó tự hào là mấy con dê này ngu quá, không không có con nào chịu ăn phân hết, có mình tao ăn phân tao no. Thì một vị tỳ kheo mà ham lợi dưỡng cũng như vậy, vì đó sẽ tự hào là tôi có nhiều Phật tử, tôi có nhiều thí chủ, tôi có nhiều tiền, tôi có nhiều tài sản, còn mấy ông tu mấy ông không được như tôi nhiều hơn mấy ông. Thì Đức Phật ví dụ cái trường hợp đó giống như con dê nó mê ăn phân vậy thôi, và cái đó không có cái gì để mà tự hào, nó rất là ngại. Và một người, cái này là dính luôn tất cả cư sĩ nè, một người mà ham thích trong những cái lợi ích về vật chất, thích ăn ngon, thích mặc đẹp, thích tiền, thích nhiều thứ, thì nó chẳng khác gì một con dồi mà nó ưa thích cái đống phân, không khá. Học đạo với sư thì nhiều lúc sư nói hơi thẳng ha, thì cái gì nhiều lúc nghe nó không quen thì sẽ hơi nhột đó, trong kinh nói như vậy. Nếu mà mình mê những thứ vật chất nó không khác con dồi mê đống phân. Thậm chí á, nhờ những cái kinh điển học đạo mình học nhiều thì mình sẽ có cái nhìn rất khác về những cái giá trị vật chất ở cái cuộc đời này. Nó ví dụ như
Khi mà đối với một ông sư, thưa quý vị, cái chuyện ăn uống á, nó quan trọng, nó lớn chuyện hơn quý vị rất là nhiều. Tại vì mong sư quanh đi quẩn lại cái chuyện hưởng thụ, giờ chỉ còn có mỗi chuyện ăn thôi, chứ bây giờ đâu có thể nào đi cà phê hay là đi shopping hay là đi dạo chơi nào như quý vị đâu. Cho nên nó nhiều vị khi mà các cái dục á nó kiểm soát lại thì tự nhiên là họ đặt nặng cái vấn đề ăn. Thì có nhiều lúc có những cái món ăn chưa thấy ngon nhé, có những món ăn mình tự nhiên mình thấy ngon, cho nên không có lạ gì mà quý vị thấy là nhiều, thậm chí nhiều chùa á, ăn chay nhưng mà đồ ăn nó còn sang hơn là ở ngoài đời nữa, chuyện nó không có lạ. Thì khi mà sư ăn, sư thấy một cái món ngon, đương nhiên sư phải thích. Và khi sư thích như vậy, nhờ có đọc giáo lý cũng nhờ ơn pháp bảo mà nhớ, mình ăn thì mình thích, nó không khác gì con dồi mà nó thích cái ống phân. Và khi mình thích như vậy, thí dụ như đây mình thích miếng đậu hũ, mình thích cọng rau, họ nấu sao nó mềm quá, nó ngon quá, nó đậm đà quá, thì nó không khác gì hai con dồi nói chuyện với nhau. Cái phân gà nó ngon hơn phân bò, cái phân lỏng thì nó hơn ngon hơn phân đặc, không khác gì hết trơn, không khác. Nếu như mà mình ham muốn những cái thứ lợi dưỡng đó, nó thấp kém ghê lắm. Và chính vì vậy bản thân nó là một cái thứ gánh nặng, thưa quý vị. Mà khi mà quý vị hành thiền ấy, cái này nó mới lớn chuyện. Chứ còn bình thường mình không biết đâu, bình thường ít khi để ý. Nhiều lúc quý vị hành thiền chỉ vì buổi chiều quý vị quên uống nước thôi đó. Hôm bữa sư nói đó, chỉ vì buổi chiều quên uống nước không thôi đó, mà cái hơi thở nó biến thành hình cọng mì, quý vị biết không? Nó như vậy đó, chỉ vì cái bao tử nó đau thôi đó, mà coi như cái đối tượng hành thiền của mình tự nhiên nó biến thành đồ ăn hết trơn à. Thì thiền hòa cũng chỉ là ngồi thôi, cũng không thấy được cái gì hết sư. Cái cảm giác đó không có. Thì sư nói rồi, thì tìm một cái dịp mà ví dụ như cô thu xếp được thời gian, đúng không, thì sư sẽ gặp để mà nói chuyện cho cái trường hợp cụ thể của cô như thế nào, thì sư sẽ hướng dẫn đó. Thì nói như vậy, khi hành thiền ấy, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất hết, thì mình mới thấy lúc đó đó, những cái dục nó mới là lớn chuyện, cái lợi dưỡng nó mới là lớn chuyện, lớn lắm thưa quý vị. Và một vị mà ham cái lợi dưỡng á, vị này sẽ luôn trong cái tình trạng căng thẳng do chạy xô nhiều. Nhiều vị xách cái xe máy, như Nam Tông thì không có chạy xe máy, hồi xưa không thấy. Mình sẽ thấy nhiều vị xách cái xe máy chạy hết đám này chạy qua đám kia, chạy liên tục chỗ ngày chạy mấy xô. Nhiều lúc thấy họ cầm tiền thì cũng thấy ham chứ. Nhưng mà bản thân nó là một cái trở ngại trong cái việc tu. Bản thân là trở ngại. Để Đức Phật nói như thế này nè, nếu như mà một vị tỳ kheo muốn có được danh tiếng, muốn có được lợi dưỡng, muốn có được Phật tử, muốn được cúng dường, muốn được tôn trọng, muốn được tất cả mọi thứ ở đời, việc mà vị đó phải làm đó là giữ giới. Người không giữ giới không tin được chuyện này. Người không tu mà tu chân chính, họ không tin được việc này. Chỉ cần mà quý vị giữ giới, chỉ cần quý vị tu cho nó đúng chân chánh, tự nhiên nó có đủ hết à. Tự nhiên có đủ hết. Quý vị biết ở rừng thiền Ba Ốc á, họ giữ giới tới cái mức độ mà có một cái căn nhà họ xây, nhưng mà họ xong rồi đó, họ phải dỡ lên hết, dỡ cái nền, dỡ lên cái nền gỗ, dỡ mấy cây gỗ đó lên hết. Bởi vì mấy cây gỗ đó xuất xứ từ một cái ngôi chùa phạm giới, gỡ ra hết. Mà quý vị thấy họ giữ giới nghiêm ngặt tới cái mức độ mà sư phải ngạc nhiên là Đức Phật đã nhập diệt hơn 2.500 năm mà một nơi như vậy còn tồn tại ở trên thế gian. Thưa sư, con nghĩ đó là tâm sân của mấy sư rồi. Không, chú giữ giới đã đóng rồi. Đại không ra. Đúng luật là phải nại. Tại vì á, nếu như mà cô biết là mình phạm giới nhưng mà mình tìm cách này cách kia mình giấu giếm á,
hành thiền không được. Hành thiền khi mà đi vào những cái tầng thiền sâu đó, mình hành thiền không được. Cho nên cái lúc nó đó nó rất nhạy cảm về giới, nhạy cảm lắm, cho nên phải giữ giới tuyệt đối. Và phải nói là sư rất ngưỡng mộ, rất ngưỡng mộ những cái vị như vậy. Thành ra bản thân những cái sự hưởng thụ nó là một thứ trở ngại. Mà nếu như quý vị mong cầu những cái vật chất á, thì Đức Phật nói cứ việc tu, cứ việc giữ giới, cứ việc hành thiền, cứ việc tu, tự nhiên những thứ đó mình sẽ có thôi quý vị. Những thứ đó tự nhiên có, mình không cần phải tìm cách này hay tìm cách kia, không cần, không cần xoay sở như vậy đâu, không cần phải chạy xô, không cần, tự nó có. Và sư quen một cô ở Mỹ, cô này rất là trẻ thôi, chừng cả 20 mấy tuổi, thì cổ đang trong một cái tình trạng là cổ tìm không ra người yêu, nhưng mà cái chuyện đó thì nó không dính dáng tới cái câu chuyện này. Cái vấn đề ở chỗ cổ giữ giới rất là trong sạch, cổ giữ năm giới trong sạch. Và cái tiêu chuẩn mà tìm bạn đời của cổ là phải giữ được năm giới. Mà trong số đó ví dụ như không trốn thuế, ở Mỹ là cái chuyện không trốn thuế rất là quan trọng, muốn là không trốn thuế nè. Rồi không chơi ma túy thì tụi Tây nó chấp nhận, nhưng mà cổ chơi thêm cái nữa, không uống rượu bia là cổ coi như cổ khỏi kiếm luôn, kiếm không ra. Nhưng mà cổ nói ngộ chỗ, khi mà cô giữ năm giới đó, thời điểm đầu cổ có một vài cái khó khăn trong cái việc làm, trong cái việc học, trong những sinh hoạt đời thường có những khó khăn. Nhưng mà cái thời gian dần trôi qua đó, là tự nhiên cổ thấy là cổ thuận lợi hơn nhiều so với những người khác. Là tự nhiên những cái mà cổ mong muốn nó thành tựu rồi, những cái thiện pháp nó phát sanh. Là tự nhiên là cổ có phước, cổ muốn những cái thứ này thứ kia nó rất là dễ có. Cổ chỉ việc cổ giữ được năm giới thôi. Dạ đúng rồi đó sư. Còn thái niệm đó. Cho nên nói để cho quý vị đặt cái niềm tin trong cái việc tu, thay vì mà mình tìm cách này cách kia để mình xoay sở, để mà mình kiếm sống, để mà mình chạy xô, thì ráng tu, tự nhiên những thứ đó quý vị sẽ có. Và cái điều tiếp theo chính là đồ chúng. Mà đồ chúng đối với hàng cư sĩ đó chính là con cái. Thì bản thân con cái nó chính là trở ngại trực tiếp đối với mình khi mà quý vị hành thiền. Vì sao? Mình phải lo mình dạy dỗ. Có người họ không tu được bởi vì họ nói họ còn có con nhỏ, để nuôi cho nó ăn học cho ngon lành đã phải đi tu. Rồi tới hồi con nó lớn rồi thì nói thôi để dựng vợ gả chồng cho nó đã. Rồi tới hồi mà nó có vợ có chồng thì lúc đó nuôi cháu, nuôi con xong rồi bắt đầu nuôi cháu. Rồi bắt đầu cháu nó lớn lên rồi đó, mà lỡ chẳng may mà nó bắt đầu nó dựng vợ gả chồng, bắt đầu là nuôi cái thế hệ tiếp theo nữa nếu như mình còn sống. Cứ như vậy là khỏi tu luôn. Cứ như vậy khỏi tu luôn. Và bản thân nó là một cái trở ngại. Bây giờ ra được trước sự rồi. Bây giờ để cho ra điều kiện với con cái chứ. Ai đẻ ra đâu. Con đang mong con của con trưởng thành để con quen được. Bây giờ con gánh vác một cái gia đình. Đúng rồi. Mà nuôi hoài cái đầu nó không lớn. Đúng rồi. Đó. Cái xác nó lớn quá trời lớn, con đầu nó chưa lớn. Thì thật sự cái việc đó, bản thân đó là một cái trở ngại đối với quý vị. Để cho mình gánh vác hoài, nó không gánh vác. Cho nên phải nói là sư rất là ngưỡng mộ những bậc làm cha làm mẹ. Sư không dám có con là vậy. Hồi trước tại gia cư sĩ không dám có con là vậy. Rất là ngưỡng mộ, bỏ công sức nuôi nó mười mấy hai chục năm, nuôi ăn học cho lớn. Tới hồi mà nó biết thương người dân rồi đó ha, là coi như ba má nhìn không ra luôn, tìm không thấy luôn, mất dấu. Chỉ có thí dụ như lâu lâu mà kẹt quá thì về năn nỉ hung hít tí xíu và xin tiền rồi đi nữa. Lúc đó ba má y như cái ngân hàng di động vậy đó, chứ còn là không có thấy luôn. Thành ra cái việc mà con cái là một cái chuyện mà đầu tư mạo hiểm, một cái quỹ đầu tư mạo hiểm mà mạo hiểm nhiều hơn là được cái gì đó từ con. Và nói là sư hết sức ngưỡng mộ như quý vị chứ sư là từ cái hồi mà tại gia cư sĩ là sư xác định là sư không muốn có con là như vậy đó. Thì cái vấn đề ở đây đó
là trong thanh tịnh đạo có gợi ý là nếu như cái việc mà mình nuôi dạy con cái đó, nó chỉ còn một chút xíu nữa là coi như tới cái mức của mình, cái mốc của mình đó. Thí dụ như để cho nó có công ăn việc làm rồi chẳng hạn, như vậy nó chỉ còn có 1 năm 2 năm, thì nếu như nó còn ít á thì mình có thể mình ráng cố cho xong rồi tu. Nhưng mà nếu như mà nó còn nhiều quá thì mình có hai cái lựa chọn này trong thanh tịnh đạo, chứ xưa không có suối. Thì hai lựa chọn, lựa chọn thứ nhất là giao lại cho một vị có khả năng, ví dụ như bà má thì giao lại cho ông cha giao cho bà má, hoặc giao cho những vị nào đó có năng lực, có đủ khả năng để nuôi. Còn không thì nó có nghiệp của nó, mình có nghiệp của mình. Hồi lúc mà sư xuất gia đó thì sư cũng có cái băn khoăn là sư là con cả trong nhà, trong khi đó đứa em thứ nhì thì công ăn việc làm vẫn chưa có ổn định, mà đứa em út thì vẫn còn đi học. Mà sư đi tu như vậy đó thì rồi ba má tính sao? Thì khi mà sư lên sư trình bày với sư cả thì sư cả có nói như thế này: mỗi chúng sanh có nghiệp của mình, mình có nghiệp của mình, ba má mình có nghiệp của ba má mình. Giả sử như ngày hôm nay mình chết, giả sử như bây giờ mình đi ra đường rồi xe tông mình chết, người nhà của mình có thể buồn 1 năm 2 năm, rồi ai vẫn phải sống tiếp, họ vẫn phải sống tiếp cuộc đời của họ, và chính cái nghiệp nó nâng đỡ họ. Nếu như cái nghiệp của người thân của mình ấy, mà cái nghiệp của họ được sung sướng thì cho dù mình có bỏ đói thì nó vẫn sướng. Còn nếu như cái nghiệp của nó là cái nghiệp nó chịu khổ, thì khi mà nhân duyên của mình với nó đã mãn, nhân duyên của mình đối với cái người nhà, người thân của mình, chứ sư không dám nói ba má mình là nó nha, sư không dám nói. Thì sư ví dụ, thì giả sử người thân của mình, cái nghiệp của họ là phải chịu khổ, tới cái giai đoạn đó phải chịu khổ, thì cho dầu mình có tiếp tục ở đó thì họ vẫn phải chịu khổ. Quý vị có biết có rất nhiều những đứa con chứ, tới cái lúc mà đủ nhân đủ duyên, cái nghiệp nó trổ, có ba mẹ đó, nhưng mà họ vẫn giàu lên, mà ba mẹ vẫn tiếp tục khổ như ngày nào, mà riêng đứa con đó nó giàu lên, nhưng mà ba mẹ kia đón ba mẹ về ở với nó đó, ba mẹ không chịu nó, ba má ở dưới quê quen rồi. Hoặc là đứa con đi làm nó chịu khổ đủ bề hết trơn, ba mẹ sướng. Nó có chuyện đó. Cho nên khi mà nghiệp nó chỗ, mình không giúp được. Thì sư cả nói sư như vậy, và sư quyết định xuất gia. Và rõ ràng trước giờ người nhà sư sống như thế nào, sư đi tu rồi thì vẫn cứ như vậy, vẫn cứ như vậy. Và nó giống như là mình khi mà mình đi tu, mình xuất gia đó, nó có nghĩa là mình từ chối tiếp tục cộng nghiệp với nhau. Nó giống vậy. Có nghĩa là ví dụ như người nhà của mình, mình đi tu rồi, người nhà của mình tiếp tục cái con đường đó, bắt đầu họ sướng hay họ khổ không liên quan tới mình nữa hết. Nhưng mà như vậy nè, khi mình đi tu thì một vị tỳ kheo hay bây giờ là một người tu á, được quyền nuôi cha nuôi mẹ của mình, được quyền nuôi cha nuôi mẹ. Nếu như mà cha mẹ không có nơi nương tựa, mình có được quyền nuôi nha. Còn con cái thì giả sử mà xưa có đứa con thì nó cũng tương tự như vậy, thì tốt nhất là mình cho nó tu luôn, hoặc là ở chùa công quả chẳng hạn như vậy. Tuy nhiên đó là quan điểm của sư, và quan điểm khi mà sư trình bày cái vấn đề cá nhân của sư đối với sư cả thì sư cả có cái gợi ý như vậy. Còn mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, làm sao mà sư có thể áp dụng cái trường hợp của sư vô tất cả mọi người. Nhưng mà ở trong đây thì sư nói với quý vị là cái gợi ý ở trong thanh tịnh đạo, và đó là một cái sự gợi ý, và nói rõ đó là một cái chướng ngại mà nếu như mình vượt qua được thì mình có thể tu, còn nếu mình không vượt qua được thì rất là khó. Không, không hề.
Sự thật như sư nói, chỉ cần mình tu giỏi, du giỏi đây có nghĩa là sao? Giữ giới tốt, có thiền định, có thiền quán, tự nhiên nuôi được. Phải tin là cái phước của mình đủ làm cái chuyện đó. Cái đó khó. Chỉ trừ khi mà đòi ăn chơi thì chắc chắn là không có tiền nào mà nuôi nổi thôi, chứ còn chỉ ở chùa thì rất là dễ, rất là dễ. Và cái điều tiếp theo, còn đối với một ông sư thì bản thân đệ tử, bản thân đồ chúng á, nó cũng là một trở ngại. Trở ngại là sao? Lúc nào cũng phải suy nghĩ làm sao để mà hướng dẫn những cái người mà theo học với mình, làm sao hướng dẫn họ đi lên. Quý vị biết là một cái bài giảng của sư á, mà khi mà sư giảng như quý vị, có khi sư phải chuẩn bị cả tuần. Mà quý vị biết là chủ nhật này qua chủ nhật sau có một tuần, thì có khi là phải chuẩn bị hết cái khoảng thời gian đó để mà mình chuẩn bị cái bài vở cho nó ngon lành. Chứ còn không thể nào mà mình đem cái tờ giấy lên đây rồi mình ngồi mình đọc cho dưới chép, thì cái chuyện đó sư làm không được. Mà xin thưa là nếu mà sư làm vậy chắc không được vài bữa nữa là chạy hết đó. Nó phải có chất lượng. Và khi cái đầu tư như vậy là sư phải đầu tư cái thời gian rất là nhiều cho quý vị. Và đương nhiên sư nói này là không phải sư kể công, mà sẵn đây là sư nói thôi. Và thì cái gợi ý là coi như nếu mà còn ít thì dạy cho xong, còn nếu mà nhiều quá mà không có ai để mà nhờ dạy thế thì thôi bỏ lớp đi. Cái này là trong Tam Định Đạo nói, là trong cái trường hợp mà tu. Nó giống như trong cái vừa rồi đó, thì sư có đi mấy tuần, thì sư có từ giả lớp, thì thôi lớp giờ chịu khó nghỉ, sư đi sư tu. Và khi sư đi như vậy, khi ngồi trên máy bay thì coi như là sư dẹp cái lớp qua một bên luôn. Tại vì khi mà đi trên cái tinh thần của chánh pháp, thì khi mà mình đi đâu đó mình phải đi với cái tư thế là mình có thể mình sẽ không có quay về, bởi vì mình có thể chết bất cứ lúc nào. Nên nhớ như vậy, mình có thể chết bất cứ lúc nào, thì lúc nào cũng trong một cái tư thế là một đi mà không trở lại. Thì coi như là để cái lớp qua một bên luôn, rồi lúc đó mình mới tập trung vô cái chuyện mà mình hành thiền, tập trung vô cái chuyện tu. Nói coi bộ nó cũng hơi phũ phàng, nhưng mà thực tế là như vậy. Đôi lúc khi mà hành thiền có những cái pháp mà tự nhiên nó chợt nó lóe vào trong đầu, nói cái này chắc về trình bày những cái vấn đề này với Phật tử chắc này được à, ngon. Nhưng mà ngay lập tức là mình phải để nó qua một bên để mình tập trung vô cái việc hành thiền. Thì bản thân đồ chúng, nếu như mà mình hành thiền thì mình phải có cái sự thu xếp, và mình phải biết được cái nào trọng hơn cái nào. Đó là gợi ý trong Thanh Tịnh Đạo. Và điều tiếp theo là cái việc xây cất. Ví dụ như mà quý vị đang xây nhà, sửa nhà chẳng hạn, thì đương nhiên là nó không thể hành thiền. Và cái này nó còn hơn nữa, đó là xây chùa. Nhiều lúc ví dụ như xây cái thiền đường chẳng hạn, không nhất thiết phải xây nguyên ngôi chùa, mà khi mà mình xây bất kỳ một cái thứ gì đó mà quý vị mình có một cái chân ở trong đó, thì mình sẽ bắt đầu mình tính toán nào là gạch, nào là cột kèo, rồi thầy rồi thợ, đủ thứ. Thì khi đó thì làm sao mình sẽ không hành thiền được. Xin thưa quý vị là có những cái lúc mà sư nhổ cỏ, không, lúc đó là còn là cư sĩ thôi, còn ông sư là không được nhổ cỏ. Khi còn là cư sĩ mà sư nhổ cỏ, mà cái lúc ngồi thiền thấy toàn cỏ, nó nhắm mắt lại thấy toàn cỏ, mà cái cỏ mà sáng nhổ thấy toàn cỏ. Cái tâm bắt đầu nó chạo lên. Hoặc là thí dụ như hôm nay mình xúc cát, hôm nay xúc đất, là cái hồi mà mình hành thiền á, mình thấy toàn đất với cát, không có tập trung vô được cái đề mục. Lúc đó cái đầu mình á, nó chạy qua trong những cái việc mà hàng ngày mình làm, lúc đó hành thiền không được. Mà sắp tới thì như tới cỡ tháng 4, tháng 5 này thì chùa chuẩn bị khởi công sửa một số hạng mục nữa. Mà lúc đó không có thầy thợ là mấy ông sư cũng phải ra làm thôi. Thì sư sẽ ráng cố gắng để mà lo
tiếp tục duy trì cái lớp, đó là sự sẽ bán cố gắng. Và để coi, thì nhắc tới cái việc xây cất thì mới đây thôi, thì sư có đọc được một tin là ở Miến Điện đó, thì có hai vợ chồng bỏ tiền ra để mà xây một cái ngôi chùa cúng dường cho chư tăng. Nó lạ ở chỗ này nè quý vị, thì bà vợ đại thí chủ nha, đã cúng một cái ngôi chùa mà xây đất và cất chùa, mua đất cất chùa, nó là một cái đại thí chủ rồi. Thì bà vợ lo nấu nước này nọ cho thầy thợ, còn ông chồng á thì lo quản lý thầy thợ để cho họ xây cái này xây cái kia, coi như toàn bộ công trình nó không có dính dáng ông sư. Cái điểm đặc biệt ở Miến Điện, cái thời gian mà sư có, còn cái lúc mà sư thấy cái gì thì sư nói cái đó thôi, có thể là sư thấy không hết. Thì sư thấy là đa phần cái việc xây cất cư sĩ họ làm mà không có chuyện mà ông sư ông đứng ra ông ngó đâu. Mà đúng như vậy, trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật nói, ngay cả cái chuyện xây chùa, tô tượng, đúc chuông, hay là những cái việc mà thậm chí là cúng dường xá lợi, lễ bái xá lợi đi chăng nữa, việc đó là phần việc của cư sĩ, ông thầy tu không có đụng vô. Nếu như ông sư ông muốn làm một cái gì đó thì chỉ có một cách là tu tập thiền định, tu tập thiền tuệ để hướng đến đạo quả giải thoát. Nếu ai có khả năng hơn nữa thì hoằng bá giáo pháp, truyền bá giáo pháp vậy thôi. Còn những cái việc xây cất hoàn toàn là để dành phước đó cho quý vị hưởng, chứ còn ông sư không có ké vô. Nói như vậy là quý vị biết rất hai vợ chồng này rất là đời thường, và thậm chí tới cái lúc mà xây xong rồi đó, coi như là khánh thành đó, thì hai người này cũng lăng xăng để lo đầu này lo đầu kia để mà cúng dường cho chư tăng, để mà làm cho chư tăng hoan hỷ, để dâng tặng cái ngôi chùa. Không có cái chuyện mà như ở Việt Nam mình hay thấy là đại thí chủ thì ngồi ở chỗ rồi bắt đầu sai đám lính nó làm, rồi còn mình là bắt đầu ngồi tiếp ông trụ trì. Cái chuyện đó không có. Mà cái đó như vậy mới đúng là đại thí chủ, thưa quý vị. Đúng là đại thí chủ. Và bản thân cái việc xây cất nó chính là một gánh nặng. Cho nên thì trong Thanh Tịnh Đạo giải thích thì đối với nhà sư thôi, còn quý vị thì có thể nó không liên quan. Thì đối với nhà sư thì khi cái việc xây cất đó mà mình cần hành thiền ấy, thì nếu như mà còn ít thì có thể mình làm cho xong, nếu như còn nhiều thì có thể giao cho cái người còn lại, có thể giao lại cho chư tăng, và chư tăng muốn làm gì đó thì làm. Rồi còn những cái phần tiếp theo nữa thì đương nhiên là bài thì nó không có dừng lại ở đây, sẽ còn nữa, nhưng mà sư cả thì gợi ý là nên cho lớp nghỉ trước cỡ 10-15 phút trước khi mà tụng kinh đó, để ai có tụng kinh thì cũng được nghỉ giải lao. Với lại khi mà đánh chuông á, thì không có tình trạng người thì lên trên còn người thì túa ra ngoài này, ngó nó không có đẹp. Thì cho nên là lớp tới hôm nay là nghỉ, bây giờ nghỉ. Và những cái mà bài giảng của sư, những cái vấn đề nào giúp ích được cho quý vị trong cái việc tu tập giải thoát, đó là nhờ trí tuệ của Đức Phật và chư Thánh Tăng. Và nếu như có những cái sai lầm nào thì đó là sai lầm của cá nhân sư. Mong cái phần phước này chia đều đến tất cả chúng sanh, nhất là chư thiên người quanh chùa Nam Tông, và nhất là ông ngoại của sư vừa mới mất, thì mong cho ông ở đâu được hay được biết thì thọ hưởng tùy ý, sau khi thọ hưởng rồi được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Và bây giờ quý vị chắp tay hồi hướng ha. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chirang rakkhantu sasanam. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chirang rakkhantu desanam.
Akasattha ca bhummattha devanaga mahitika Punyantang anumoditva chiram rakkhantu mam param. Etavata ca ammehi sambatam punya sampadam Sabbe deva anumodantu sabba sampatti siddhiya. Etavata ca ammehi sambatam punya sampadam Sabbe bhutta anumodantu sabba sampatti siddhiya. Etavata ca ammehi sambatam punya sampadam Sabbe satta anumodantu sabba sampatti siddhiya. Idam me nyatinam potu sukhita hontu nyattayo. Idam me nyatinam potu sukhita hontu nyattayo. Idam me yatinam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me punyang asavakkhaya vaham hotu. Idam me punyang nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.